Coinbase chính thức đưa 1,6 tỷ đô la USDC của MakerDAO vào lưu ký. Đề xuất lưu ký kho bạc USDC trị giá 1,6 tỷ USD của tổ chức phi tập trung MakerDAO đã chính thức được thông qua sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đệ trình nó vào ngày 6 tháng 9, cho phép DAO kiếm phần thưởng đến 1,5% cho các khoản tiền khổng lồ này. Theo đó, đề xuất đã được phê chuẩn với 75% số phiếu ủng hộ vào chiều thứ Hai. Với tổng 1,6 tỷ USDC được gửi vào Coinbase, Maker sẽ không cần phải trả phí lưu ký. Chương trình thử nghiệm này sẽ được khởi chạy đến cuối năm 2022. Sau đó, cộng đồng DAO sẽ bỏ phiếu về việc có nên tiếp tục để các khoản tiền này trên Coinbase hay không. Sau tin tức, mã thông báo quản trị MKR đã bị ảnh hưởng. Hiện giá của MKR đang giao dịch tại 934 đô la vào 8 giờ 30 sáng nay, giảm 4,56% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Nhật Bản thí điểm đưa dự án CBDC vào thẻ tín dụng. Trong một thông báo vào ngày 24 tháng 10, Cục Tín dụng Nhật Bản cho biết họ sẽ bắt đầu thí nghiệm dự án GCBDC để thử nghiệm các giải pháp thanh toán dựa trên thẻ tín dụng không tiếp xúc cho các loại tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, hay còn gọi là CBDC, thông qua việc sử dụng cơ sở tầng hiện có của mình. Được biết, GCB là thương hiệu thanh toán thẻ tín dụng quốc tế duy nhất của Nhật Bản kể từ năm 1981, với 146,1 triệu thành viên tính đến tháng 3 năm 2022. Sự hợp tác này sẽ chứng kiến GBC liên kết với Idemia và SoftSpay để tận dụng các dịch vụ nhận dạng danh tính của công ty trước đây, cũng như các dịch vụ giải pháp thanh toán sau này để thực hiện hóa tầm nhìn của dự án về việc giới thiệu các CBDC bán lẻ trong nước. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm giải quyết các thách thức như tích hợp với cơ sở hạ tầng thanh toán hiện có và tạo ra một CBDC thân thiện với người dùng cho những người không sử dụng điện thoại thông minh, bao gồm cả người già và trẻ em. Twitter âm thầm phát triển ví điện tử riêng. Theo một tweet được đăng gần đây từ blogger công nghệ nổi tiếng Jen Manchun Wong, gã khổng lồ truyền thông xã hội Twitter được cho là đang xây dựng một nguyên mẫu ví cho riêng mình, cho phép người dùng có thể gửi và rút tiền điện tử. Twitter từ lâu được xem như một cơ quan ngôn luận của tiền điện tử, khi hầu hết các cuộc thảo luận lớn nhỏ xoay quanh loại tài sản mới nổi này đều diễn ra trên không gian. Twitter cũng đã từng bước bật đèn xanh cho loại tài sản kỹ thuật số thông qua việc cung cấp một số tính năng liên quan. Vào tháng 9 năm ngoái, Twitter đã triển khai một tính năng giúp những người dùng có thể thu phí trên những nội dung sáng tạo của mình bằng Bitcoin. Đến giữa tháng 2, bản giới thiệu tiền điện tử gốc Twitter cũng đã có sẵn cho người dùng Ethereum. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng đã cho phép người dùng khoe các NFT của họ thông qua ảnh hồ sơ. Do đó, việc bổ sung ví tiền điện tử được đồn đại là hoàn toàn có khả năng xảy ra và biến Twitter thành một nền tảng Web3 chính thức. Doji truy tố hai điệp viên Trung Quốc hối lộ bằng Bitcoin. Trong một thông báo hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, viết tắt là Doji, cho biết họ đã buộc tội hai nhân viên tình báo làm việc cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì có hành vi hối lộ một quan chức chính phủ Mỹ bằng Bitcoin. Theo Doji, hai cá nhân Won Chae-hee và Zheng Wang đã bị cáo buộc có ý định đánh cắp các tài liệu và thông tin liên quan đến cuộc điều tra nhằm vào Huawei Technology, một công ty công nghệ có trụ sở tại Thẩm quyến Trung Quốc, thông qua việc hối lộ 61.000 đô la Bitcoin cho một quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các cáo buộc của Doji dành cho hai cá nhân này bao gồm âm mưu cưỡng bức công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hồi hương, cố gắng cản trở việc truy tố hình sự và âm mưu hoạt động như một đại lý nước ngoài bất hợp pháp. Đồng thời, các quan chức Mỹ cũng đã nhấn mạnh rằng hành động của hai cá nhân này đã một lần nữa cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ Trung Quốc nhằm phá hoại luật pháp quốc tế và nhân quyền. Nếu bị kết tội, mức án cao nhất dành cho hai nhân viên tình báo Trung Quốc này sẽ lên đến 60 năm tù. Thanh toán Bitcoin toàn cầu dự kiến đạt 3,7 tỷ đô la vào năm 2031. Theo một báo cáo từ Alet Market Research được công bố vào ngày 24 tháng 10, thị trường thanh toán Bitcoin sẽ đạt 3,7 tỷ đô la vào năm 2031. Ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 16,3% từ năm 2022 đến năm 2031 với sự thúc đẩy mở rộng bởi khóa cá nhân và phần cứng. Báo cáo cho biết sự gia tăng nhu cầu đối với Bitcoin giữa các ngân hàng, các tổ chức tài chính và tiềm năng chưa được khai thác ở các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho việc mở rộng thị trường thanh toán Bitcoin trong giai đoạn dự báo. Vào năm 2021, phân khúc khóa cá nhân chiếm 3/4 thị phần thanh toán Bitcoin tổng thể. Theo báo cáo, phân khúc này dự kiến sẽ duy trì vị trí thống trị trong suốt giai đoạn dự báo với gần 20,3 KG cho đến năm 2031. Nối tiếp đó là lĩnh vực phần cứng được thiết lập để tăng trưởng 19,8% trong cùng kỳ. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Tranh chấp Bitcoin ở Việt Nam được xử lý thế nào? Mặc dù Bitcoin vẫn chưa được pháp luật Việt Nam xem là một loại tài sản, nhưng trên thực tế, những giao dịch liên quan đến Bitcoin diễn ra rất nhiều,
thậm chí việc mua bán Bitcoin đã được giao kết bằng hợp đồng dân sự. Tuy nhiên hiện nay, khung pháp lý về Bitcoin vẫn chưa được ban hành. Vì thế, nó không được coi là tài sản. Do đó, tòa án sẽ không thể thụ lý những tranh chấp liên quan đến Bitcoin mà người khởi kiện yêu cầu giải quyết dưới dạng hình thức tranh chấp tài sản. Tại chỉ thị 10 CT-TTG, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an kiểm soát, ngăn chặn và xử lý việc thực hiện các giao dịch, bao gồm việc phát hành, giao dịch, môi giới liên quan đến tiền điện tử trái pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeaks.vn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ chúng tôi. CryptoLeaks.vn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.